nó mới quyết định rồi tạm thời không liên lạc được <laughs> sao anh chị quan lại không chịu nghe máy chứ <laughs> anh chị quan Jun Chung Quân? Sao anh Chi Quan lại đi chung với Jun Chung Quân chứ? Tôi có việc phải đi trước đi Sao tự nhiên lại đi Cha cương chu đang nhìn chúng ta kìa. Anh phải lựa lời nói với cô ta đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm đại một cái cớ nào đó cô cứ về đi. Chào anh. Anh Diên Loan. Ồ cô cưng chu cô làm gì ở đây vậy ừ, tôi có chuyện muốn nói với anh nè nhưng mà hồi nãy cô chung Quân cũng ở đây cô thấy không dung chung Quân giờ này còn làm gì ở đây vậy ờ à, cô ấy bị mất một tập tài liệu marketing cho nên cô ấy muốn nhờ tôi chép dữ liệu giùm nữa vậy sao nhưng mà chuyện nhỏ tới như vậy mà cũng phải tới tận đây hả chắc cô ấy không muốn cô biết chuyện cô ấy làm mất tài liệu đâu cô ấy còn dặn tôi là đừng có nói cho cô biết nữa nhưng mà, sao lại nói cho tôi biết chứ? Um, có phải ý anh là giữa chúng ta không có bí mật gì không? Không biết. Nhưng mà, cô muốn nói chuyện gì với tôi? <laughs> chuyện của cha Sơn Hy. Chuyện này quan trọng lắm, vào trong rồi nói nha. cô vô chung quên đúng rồi đúng rồi đúng rồi Ê, sao cô không vô trong mà đứng đây vậy cha cơn chu đang ở đây ờ, ế, ế, cha vậy cô ta có thấy cô với giám đốc không vậy hôm nay thì không có gì nhưng sau này chắc phải cẩn thận hơn nữa ở trời thiệt tình chắc vậy rồi ở nhưng mà ế, cha cơn chu làm gì ở đây vậy hả chắc cô ta phát hiện được gì về cha xuân hy rồi cha xuân hy hả oh Cha Xuân Hy và Hồng Quân Đô đã tráo đổi hợp đen với nhau hả? Đúng vậy. Chị ta đang lo lắng. Một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra chuyện mà hai người họ đang phạm pháp. Chính ta tôi nghe họ nói với nhau mà. Chắc chắn là không sai được đâu. Nếu vậy, ở hiện trường xảy ra tai nạn. Còn có mặt của Hồng Quân Hô nữa. Chắc là anh thấy sốc lắm đúng không? Cũng đúng. Bản thân tôi còn thấy rất khó tin nữa mà. Hai người họ đang trao đổi hộp đen với nhau để che giấu bí mật trong hộp đen của cha Sơn Hy. Có thể đó là bí mật rất động trời. Rốt cuộc đó là gì chứ? Chị ân e sao? Hay là... Người gây ra vụ tai nạn đó là... Cha Sơn Hy? Ông có mặt tại hiện trường tai nạn. Nghĩa là ông biết thủ phạm gây ra tai nạn không phải là tôi. Nhưng ông đã cố tình dung quan cho tôi Hồng Mùn Đô Những gì trong hộp đen trên xe em Anh đã tiêu hủy hết rồi Bây giờ Chỉ còn bằng chứng chứng minh xuất chiến của anh làm Năm trăm hộp đen trên xe anh Cho nên Em không cần gì phải lo lắng nữa. Đúng vậy, em đừng lo cho sân hi. Anh sẽ giữ cái hộp đen của em. Thật là cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra được. Không môn hô làm vậy thật sao? trời ơi chính tay cha con chu nghe thấy thiệt hả à... ơi... sao sao lại như vậy được chứ bộ ông ta không biết anh là con trai của ông ta hả ông ta là ba anh hả có người cha nào lại đi đổ quan cho con của mình tội giết người chứ Tôi cũng không ngờ lại phát hiện ra được chuyện này. Nhưng mà tôi đã biết con người của ba tôi. Đáng sợ tới cỡ nào rồi. Đáng sợ thật. Tôi cũng không muốn phải đụng mặt ông nữa đâu. Tôi không nói giỡn đâu. Tôi cũng không có nói giỡn đâu. Hình như cái gì ông cũng giỏi thì phải hơn. Có thể tốt nhất là chúng ta đừng thách thức nhau thêm nữa. ê nè con còn nói vậy nghĩa là sao vụ tai nạn bốn năm về trước là cha xuân huy gây ra hả tuy là vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng mà chắc chắn là vậy rồi nếu như không thì tại sao lại trao đổi hộp đen rồi còn làm nhân chứng để đổ tội cho người khác chứ nguyên nhân bởi vì chị ấy chính là hung thủ là, có chứng cứ xác thực nhưng chắc chắn là vậy rồi nếu không thì tại sao phải đổi hai hộp đen rồi ra làm nhân chứng để vạch tội người ta chứ nguyên nhân bởi vì chị ta chính là hung thủ <laughs> trả sừng Hy, hồng môn hô chúng phải bị trừng phạt mới được người mà anh xúc chiêu an thấy ở hiện trường xảy ra tai nạn nếu đúng là kim ân e thật thì nghĩa là bây giờ hai người họ vẫn đang giấu kim ân e nhưng mà phải làm sao chứng minh những gì con nói là thật Hình xúc chiêu an vô tội đấy sẽ là đòn tấn công đối với cha sơn hy và hồng môn hô nếu những gì cha cương chu nói là sự thật thì cũng đâu có gì chứng minh là cha Sơn Hy làm. Nó không nằm trong tay cha Sơn Hy. Nghĩa là người như Hồng Môn Hô sẽ không bao giờ dễ dàng bảo lỡ điểm yếu của người khác như vậy đâu. Theo anh thì ông ta đang giấu nó ở đâu? Kết sắt của ông ta rất có thể ở trong đấy. Nếu chúng ta tìm được hộp đen, sẽ chứng minh được anh vô tội và chứng minh cha Sơn Hy là hung thủ thật sự. Tôi sẽ tìm ra nó. Từ bây giờ, cô Trương Uân cũng phải cẩn thận. Cha Cương Chu đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta rồi. Cha Cương Chu gọi. Tôi nghe đây. Bây giờ sao? được tôi hiểu rồi tôi tới văn phòng cô ngay tôi đã suy nghĩ về chuyện đó cách tốt nhất để chúng ta kết thúc tất cả mọi rắc rối chính là làm sao cho cha sương hy tự động thú tội cô nghĩ có khả năng sao bà ta đã gây ra tai nạn rồi còn không biết xấu hổ đi làm nhân chứng đấy là lý do tại sao bắt chị ta thừa nhận sẽ dễ hơn không thì không có bằng chứng vậy cô có kế hoạch gì không cứ để đấy cho tôi nhưng mà hôm nay anh không đeo à ta và bà tôi tặng ấy à sao vậy anh không thích nó à đương nhiên là thích rồi nhưng tôi muốn để dành tới dịp đặc biệt những dịp đặc biệt tôi sẽ tặng anh cái khác để đeo nên anh cứ đeo thoải mái đi tôi muốn xem nó có hợp với anh không tôi biết rồi trưởng phòng những món ăn trong thực đơn mới đã chuẩn bị xong rồi tôi biết rồi quản lý ô mình đi thôi bây giờ chúng ta ăn thử rồi cùng chia sẻ ý kiến mọi người tự nhiên đi Chúng ta đem những món ăn cũ và những món ăn trong thực đơn mới gói chung với nhau thành một phần như vậy. Thì về quảng cáo thế nào cho thu hút? Tôi muốn được nghe đánh giá và ý kiến của cô trước. Theo tôi thấy thì không phải quản lý ô. Cô Trương Quân có ý kiến gì không? Hỏi tôi sao? Cô là người đứng đầu của nhóm TF. Không phải cô nên cho ý kiến về thực đơn mới của công ty sao? Cô chưa nhận được thông tin gì nên không biết gì đúng không? Để tôi xem cô xấu hổ với mọi người ra sao. Những món ăn trong thực đơn này khá là đơn giản, nên chúng ta có thể xây dựng trên thực đơn có sẵn và thêm vào nhiều hương vị khác nhau. Vậy thì thực đơn mới sẽ hợp khẩu vị của nhiều người hơn, mà khách hàng cũng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giao hàng cũng là một cách rất hiệu quả để quảng cáo cho thương hiệu của chúng ta. Yung sao Jun Trương Uyên lại biết được những điều ấy? Như vậy nghĩa là Yung sao? Chung sao Jun Trương Uyên lại biết rõ như vậy? Thật sự tôi cũng không, tôi đã dặn cô không được đưa thông tin rồi mà, tôi không đưa gì hết, tôi nói thật đấy. Không lẽ là Jun Trương Uyên tự nghiên cứu, rồi tìm ra những thông tin đấy sao? Phải, đúng là do tôi tự nghiên cứu. Tôi nghĩ quản lý ô nên đi trước Cô bỏ đi đâu vậy? Tôi vẫn chưa nói xong mà Nếu muốn đấu với tôi Thì đừng dở trò chơi xấu nữa Cạnh tranh công bằng đi Gì? Tôi giành được quyền tham gia nhóm TF Thì tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc trước khi tôi đi Dù tôi có làm gì ư? Dun Chung uôn rồi chị sẽ phải hối hận khi không chịu tự ra đi. Từng chú nói với tôi là nó phát hiện không chỉ có cha Sơn Hy dấu ân nghe mà còn có hông Môn Hô giúp đỡ nữa. Nếu vậy thì chúng ta phải theo dõi luôn cả đại diện Hồng, có đúng không? Hai đứa nó ở chung một chỗ thì việc gì phải chia ra làm hai? Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bảo sao mà hai đứa nó hợp với nhau? con chào bố Hi, mang -gu. chào mangu oh, yeah, 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 yeah. này sao lại đến nữa vậy tôi tưởng gửi ông bà nội rồi tôi gửi rồi mà ông xích sao con lại tới đây ở nhà với ông bà nội buồn quá con thích bác hơn con thích mangu Bác đâu phải bạn con con muốn làm bạn với bác lắm bác có sao không trời ạ à, giật cầm mình này sao con cứ đi theo bác suốt vậy con đi đi không được con muốn đi theo bác thôi Chờ với con đi hai người đang làm gì ở đây vậy nữ thần đến người ngoài không được phép vào đây đâu đã vậy còn dẫn theo cháu nữa cháu cháu tôi hồi nào không phải đâu bà đừng hiểu lầm không phải cháu tôi nhìn tôi giống ông nội ông ngoại lắm rồi à con cái tôi còn chưa kết hôn mà thì ông cũng đáng tuổi có cháu rồi còn gì nó không phải cháu tôi thật đấy bà phải tin tôi trời ạ à, trước mặt trẻ con đừng có nói mấy lời đấy tôi không gọi bảo vệ tới đâu mau dẫn cháu của ông đi đi ông hiểu rồi chứ Nữ, nữ thần Thằng này Tại con mà bác bị hiểu lầm là ông nội ông ngoại người ta đấy Bác Mangu vui tính thật Con thích Mangu Bác, bác Bác Mác không thích con. con Con, con Về nhà đi Cậu định nói gì với Chun Cha thế? Sao nghiêm trọng vậy? Không phải chị Chun Cha Mà là Chuncha chị là Jun chung, chung Un kia Sao cậu biết được tên thật của nó là Jun chung, chung Un? Bác ừ. Ừ. ừ Con chào ừ. chú ừ. Giỏi lắm Chú chào Dê Chun Lúc, Lúc nào cũng thấy, thấy con chơi cái đấy vậy. nhỉ? Tại vì Jae Chun thích cái này lắm Con thích người tặng cho con đúng không? Chị đây, Trương Nguồn à? Giờ em đang ở đâu? À không, chị muốn hỏi lúc nào em về thôi. Ừ, chị biết rồi. Trương Nguồn về ngay bây giờ đấy, sắp đến nơi rồi. Sao tự nhiên lại về? Cậu chờ nãy giờ mà. Tôi ra ngoài gặp chị Trương Nguồn. Tôi đi trước đây. Cậu ấy định nói chuyện gì nhỉ? Anh theo tới đây là được số anh xúc chi oan. tôi biết tôi theo cô nãy giờ sao anh, anh sợ tôi gặp phải chuyện gì đúng không nhưng, nhưng bây giờ về gần đến nhà rồi cha cương chu là không làm gì, gì được tôi nữa đâu anh không cần phải, phải theo tôi đó. nữa từ đội mũ đeo khẩu trang mà cô cũng nhận ra anh không nóng sao tôi chỉ có khẩu trang mùa đông thôi người đàn ông ấy là anh chi wan à cậu thấy sao Sung Chiêu An làm việc có tốt không? Tốt lắm. Cậu ấy giúp tôi được rất nhiều việc. Cậu ấy là người rất có ích cho sự nghiệp chính trị của cậu sau này. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Còn nữa, đây là quà của tôi tặng cậu để chúc mừng sự thay đổi ngoạn mục, bước ra khỏi lối mòn. À, cái này. Tôi nghĩ bức tượng này rất hợp với văn phòng của cậu cảm ơn nghị sĩ nhiều <cười> lắm <cười> dạ nghị sĩ kim chuyện tôi nhờ nghị sĩ giúp mang quả tới cho ông ấy rồi <laughs> sao vâng cảm ơn ông <laughs> sạch sẽ không dạ không có bất cứ thiết bị gì hết vậy để đại đâu cũng được nghệ sĩ kim mới tặng nó cho tôi nên phải để đâu đấy một thời gian tìm người đàn ông đó à hôm qua tôi thấy chị đi chung với người ấy có phải chị với người ấy không có chuyện đó đâu Gì vậy? hâm sưu hấp Sao không gõ cửa? Còn có chuyện muốn hỏi gì? Chuyện gì? Tôi không biết gì về người có tên là Jun Cha hết. Jun Chung Won thì sao? Gì cũng không biết sao? Sao cậu quen người tên là Jun Chung Won vậy? Gì có liên quan gì tới chị ấy? Sao tối qua hai người cãi nhau căng thẳng vậy? Chuyện đấy liên quan gì tới cậu hả? Ra ngoài cho tôi nghe điện thoại. Gì? Bảo ra ngoài không nghe à? Vâng, anh Chi Wan. Tôi có chút chuyện muốn bàn với anh. Ở công ty thì không tiện lắm. Hay để tôi chạy đến chỗ anh nhé. Vậy à? Được rồi, để tôi đến. Dạ. Chưa đi à? Gì nói chuyện với ai vậy? Sao tôi phải nói cho cậu biết người không liên quan gì tới cậu? có thể anh cũng biết cha Sơn hy không phải là kẻ thù dễ đối phó chị ta vừa đa nghi vừa xảo quyệt đã biết như vậy mà cô vẫn nghĩ bà ta sẽ tự thú nhận sao vì tôi hiểu tính chị ta tuy chúng tôi không phải là ruột thịt nhưng đã sống chung với nhau lâu lắm rồi vậy kế hoạch của cô cương chu là gì nói chuyện chút đi tôi không tôi có gì, gì để nói. nói nhưng em có chuyện muốn nói chuyện, chuyện của Shakyong jun chuyện. chung un và cha cưng chu cha cưng chu jun chung un có gì để cho cậu nói đáng lẽ anh phải biết rõ hơn em chứ anh đang làm gì giữa hai người họ vậy? Cậu nói thế nghĩa là sao? Tới mức này mà anh còn chối à? Lúc cha Cân Chu tới gây chuyện tấn công chị Trương Uân, thì anh tới cứu, còn tặng xe đồ chơi cho Dê Chu nữa. Sao cậu biết những chuyện ấy? Chuyện đó thì có gì quan trọng? Anh thường xuyên tới nhà chơi để gần gũi với Dê Chun, mặt khác thì gặp gỡ cha Cân Chu, chiếm tình cảm của người ta. Hành động đấy là gì? đùa giỡn với người ta cậu hiểu lầm rồi không phải vậy đâu nếu không phải thì anh giải thích đi nếu chỉ là hiểu lầm thì tại sao anh không giải thích cho em hiểu vì tôi không muốn giải thích với cậu có giải thích cậu cũng không hiểu xúc chi oan không liên quan tới cậu nên đừng có dính vào Hồng Su Hốc được rồi, đừng giải thích nữa. Em cũng không muốn nghe anh nói gì nữa đâu. Nhưng em không mặc kệ được. Cả hai người họ đều quan, quan trọng đối với em. Gì? Cha cưng Chu là gì của em, còn Jun Chung Uôn là người mà em thích. Đúng rồi. Em gặp cậu ấy chưa? Ai ạ? À? Ai nữa Cái cậu gọi chân em chân là chị Chun Cha Rồi chạy theo em suốt ngày ấy Em không thấy cậu ấy Cậu ấy muốn nói gì với em ấy Ngồi chờ cả buổi Nghe nói em về gần tới nhà Nên ra gặp em Em không thấy hả Ừ Không biết có chuyện gì Mà chị thấy cậu ấy nghiêm túc dữ lắm à, Nhưng mà Tối nay mẹ em về trễ hả chị Ờ à, Chắc là như vậy <laughs> Hôm nay chị Chun Cha cũng đi làm về trễ để em gói cho họ một ít thức ăn Để đó lát nữa chị làm cho Em đó dẫn dây chun về rồi nghỉ ngơi đi Để em làm cho Hôm nay chị cũng mệt cả ngày rồi Chị dẫn dây chun về nhà giùm em trước đi nha <laughs> Vậy hả Bà đi đâu vậy Ừ ờ, tôi ở đây chứ Có đi đâu đâu mà hỏi <laughs> Còn chối nữa hả Tránh mặt tôi có đúng vậy không? Tôi biết rõ là bà đang tìm đủ mọi cách để tránh né khỏi phải đụng mặt tôi rồi mà. Ơi, à, tôi làm vậy là bởi vậy ạ. Lúc nào cô cũng làm khó tôi hết trơn á. Cô không có ý định trả tiền cho tôi mà cứ bắt tôi làm này làm nó no hoài. Nên tôi mới làm vậy thôi. À, thì ra là như vậy à. Thật ra thì hôm nay tôi định sẽ trả hết tiền lại cho bà, nhưng nếu bà đã nói là không cần vậy thì thôi. À. Để tôi cất à, à, vô à, lại không, 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 đưa, 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 đưa tôi đi Cầm lấy đi à, Tiền này Đưa tôi thiệt hả Tôi tưởng là bà cần à, Không Không phải tiền giả chứ Bà bị mất lòng tin quá rồi Tấm chi phiếu này là bà giấu rồi quên Ở trong toilet phải không à, à, <laughs> Cảm ơn cô nhiều nha cô Chun Cha Không cần phải cảm ơn Vì nó thành rác rồi cái gì trên tấm chi phiếu đó có lệnh tạm dừng lệnh tạm dừng là sao nếu vậy t t tấm tấm xét này chỉ là tờ giấy bình thường thôi bà tự suy nghĩ lại đi vì bà mà bao nhiêu kế hoạch của cha cân chu đều bị thất bại cô ta có cho bà không ờ nghĩa là cô đã biết bà vẫn có ý làm tôi mừng hụt vậy đó hả tại tôi tưởng bà biết rồi cho nên mới không nói thôi tiếp tục làm việc đi nha cho... N Trời, ơi. Trời ơi Trời ơi Trời ơi Làm sao đây Cảm ơn cô nhà Chung Quân Tôi sẽ ăn hết Mẹ em đâu chị Chắc là đang tức điên lên Vậy bà ấy mới bị tôi chơi cho một trận đó Bị chị chơi Ồ, Kể ra thì mẹ em cũng hiền đó chứ Bây giờ cô bên bà nội của dây chun có đúng như vậy không? Tôi... Không phải vậy đâu chị. Tôi nói giỡn thôi mà. Cổ bà ấy có đúng không? Đưa cho tôi. Lát nữa tôi đưa cho bà ấy. Cảm ơn chị. À, tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó. Đi làm đã mệt lắm rồi. Không cần phải mang theo đồ ăn tới cho chúng tôi đâu. Có gì đâu. có chuyện gì mà giờ này cha cơn chua còn về văn phòng nữa có chủ tịch ờ... ủa đi đâu mất tiêu rồi sao cô lại hẹn tôi ở đây câu hỏi mà tôi đang muốn hỏi chị có liên quan tới chủ nhân của văn phòng này <laughs> chủ nhân chỗ này chuyện đó cô không cần phải bận tâm chị đứng đằng sau có đúng không Rốt cuộc là cô muốn nói gì đây? Tai nạn bốn năm trước. Thủ phạm không phải là Súc Chi Quan mà chính là chị. Cô... Cô đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Tôi đang bận, tôi đi trước đây. Chị không được bỏ đi đâu. Tại sao chị phải tránh né chứ? Tránh né cái gì? Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Tai nạn 4 năm trước. Ai là thủ phạm? <laughs> cô muốn biết chuyện đó thật sao? Sao? Vì người tử vong là Ly Giang Hun hả? Chà Sơn Hy! Được thôi. Nếu cô thật sự muốn biết, tôi sẽ cho cô biết. Tai nạn là do tôi gây ra. Lý Giang Hun bị xe của tôi đụng chết. Được chứ? Đúng như tôi dự đoán. Da mặt của chị cũng dày thiệt đó. Nhưng mà cảm ơn chị nha. Đã cho tôi câu trả lời mà tôi muốn nghe nhất. <laughs> Hay là kiểm tra lại coi nãy giờ có ghi âm được không? Sao? từ đầu chị đã biết rồi sao? <laughs> Đúng vậy. Không lẽ cô nghĩ mấy trò cỏn con này có thể qua mặt được tôi sao? Chà Sơn Hi, Có gì đâu mà phải tức giận như vậy. Dù hồi nãy cô có ghi âm được những gì tôi nói thì cũng không thể lấy ra làm bằng chứng được đâu. Vì ghi âm lời nói lúc nào mà không giả được chứ. Cô nên biết chỗ của mình đi. Vì không bao giờ cô đủ khả năng để đánh bại được tôi đâu Người đã đụng chết anh Giang Hun Là cha Sơn Hi sao Bà ta không chỉ làm nhân chứng Một cách cho lời khai giả Mà còn là thủ phạm thực sự giết anh văn Hun hả cô ơi cô ơi cô ơi cô chị ơi bây giờ làm sao cô tỉnh lại đi gọi cấp cứu làm sao vậy cô ơi <laughs> cha sơn hy chị nghĩ là tôi chỉ chuẩn bị một thứ thôi sao anh chị quan là tôi đây phải mọi thứ đã hoàn thành rồi cha sơn hy đã thú tội hết rồi <laughs> vậy cũng được có gì chúng ta gặp nhau ở văn phòng nha phải tôi vừa mới tới văn phòng rồi tôi đang ở trước cửa phòng cô nè ờ à, cô chung quân Cô là ai vậy? Tôi gọi tới từ bệnh viện. Chủ nhân của số điện thoại này vừa được đưa vào đây. Cô nói sao? À, em Chi quan Có chuyện gì vậy? Hồi nãy bệnh viện gọi cho tôi đó. Ờ, à, là Dung Trung Quang đúng không? Nằm bên kia cảm ơn cô chung quân sao tự nhiên cô lại bị ngất vậy cô cưng chu anh đang ở đâu vậy Giờ tôi đang ở văn phòng nè. À, xin lỗi, tôi có chuyện đột xuất phải đi trước. Bộ quan trọng lắm sao? Tôi đã dụ được cha Sơn Hy nói ra mọi chuyện rồi. Có gì quan trọng hơn chuyện đó chứ? Tôi sẽ gọi cho cô sau nha. Tôi cúp máy đi. Súc chị của Anh quan tâm tới Dung chung Quân hơn chuyện chứng minh trong sạch của mình sao quan trọng tới vậy sao <laughs>